Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, để một thánh lễ diễn ra tốt đẹp, long trọng và sốt sáng thì nó có ba yếu tố này. Thứ nhất, đó là sự sắp xếp trong nhà thờ, trong cộng đoàn, nó nề nếp, nó đẹp đẽ, nó đâu vào đấy thì thánh lễ sẽ sốt sáng. Thứ hai, đó là ban ca và ban kèn, thổi kèn mà hát hay sẽ nâng tâm hồn của cộng đoàn chúng ta lên với Chúa và giúp nhau dự lễ sốt sáng hơn. Thứ ba, đó là ông cha giảng. Nếu ông ấy giảng dài quá, dân ngắp ngắn ngắp dài là cũng chết. Thế thì chúng ta đến đây chúng ta thấy ba cái yếu tố này, trừ yếu tố thứ ba thì chưa biết. Nhưng yếu tố thứ nhất chúng ta thấy đó là sự sắp xếp của cộng đoàn chúng ta rất nề nếp. Rất nề nếp, từ cái đi rước kiệu, trống đi với trống, kèn đi chỗ kèn, kiệu nào vào kiệu ấy, hội áo đỏ ra hội áo đỏ, hội gia trưởng ra hội gia trưởng, các em thiếu nhi ra hội thiếu nhi. Vào nhà thờ này chúng ta thấy mọi người ngồi nó ngăn nắp, nó lịch sự, nó đẹp đẽ. Đây này, ban ca ngồi đây tuyệt đẹp luôn, ban kèn ngồi trước kia cực hay. Nên là cảm ơn cha xứ và cộng đoàn đã làm hai cái này. Tôi thấy là sắp xếp này rất đẹp, rất hay, để cho cộng đoàn chúng ta tham dự thánh lễ một cách sốt sáng. Nếu như không có cái này, nó thật chứ nhiều ông ngồi ngoài kia nữa kìa. Chúng ta nhìn ra ngoài kia, ối ông ngồi ngoài kia. Đây, nhà thờ đã được làm thêm hai cái này mà vẫn còn nhiều người ngồi ngoài, tức là nhà thờ nó chật rồi. Mà có hai cái cánh này, ban ca ngồi đây đẹp lắm, ban kèn ngồi chỗ kia hay lắm. Mà chính nhờ cái đó nên là ban ca vừa đẹp lại hát hay cơ. Ban kèn, phải nói thật với ban kèn ấy, từ hồi mà tôi biết truyền tin đến giờ chưa thấy hôm nào ban kèn thổi hay như hôm nay đâu. Nói thật đó, một tràng vỗ tay. Nói thật, đây là cây nhà lá vườn, ông Bình ông ấy tập chứ ai tập đâu phải không ạ. Thế mà hát hay như kèn thổi hay như thế, thổi cái bài đầu lễ rất hay, đâu vào đấy. Thổi bài là bài nước ngoài đấy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, tháng Đức Mẹ, như cha chủ tế nói lúc đầu. Dẫn vào đầu lễ, rồi ban ca mới. Nên nói thật đi, nếu mà nhìn mà tôi nói là xin anh em ban truyền thông phóng cái ảnh cái ban ca lên cho tôi, nó đẹp lắm cơ. Nó mặc đẹp lắm mà, nó ngồi nề nếp nó đâu vào đấy. Ban ca hát từ nãy giờ là hay lắm à, không biết chát nữa thế nào nhưng hay lắm. Đấy, nói thế là ông truyền thông đi vác máy ảnh nó chụp luôn. Rất hay. Chúng ta thấy nó điềm nó. Nên là chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, Chúa ban cho giáo xứ chúng ta. Và chúng ta sẽ cố gắng phát huy, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc cử hành bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mối dây liên kết, là sự hiệp nhất, là một sự đẹp đẽ của sự chia sẻ trong cộng đoàn chúng ta. Anh em từ mấy xa về, giống như Melchizedek hôm nay trong bài đọc một, dù ai buôn bán đâu đâu, tuần trầu giáo xứ truyền tin cùng về. Tôi thấy nhiều gương mặt ở nơi khác về lắm, giống như ông Melchizedek. Ông Abraham khi đi thắng trận trở về thì ông Melchizedek đã ra dâng của lễ để chúc mừng ông Abraham, và cả hai dâng lời tạ ơn Chúa. Thì những anh em ở xa về đấy hôm nay cũng về đây để cùng với cộng đoàn giáo xứ, giống như Melchizedek, giống như Abraham trong bài đọc hôm nay, để tạo lên một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Nên xin chúc mừng những người ở nhà và cả những người xa nhà hôm nay đã về, để tạo nên nét đẹp tuần trầu giáo xứ truyền tin chúng ta. Có tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Thế nhưng đi lễ thì phải hiểu tí, không hiểu là cũng căng ấy. Xin kể với quý cụ bà và anh chị em câu chuyện này, là cha phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, ngài chia sẻ trong thánh lễ tuần trầu giáo xứ Trung Châu.
Ngài nói, có một anh Tân Tòng là bác sĩ nhé. Bác sĩ cơ con ạ, bác sĩ Tân Tòng. Anh ấy nói thế này, con rất thích đạo Công giáo, con phục đạo Công giáo lắm, vì đạo Công giáo dạy yêu thương, đoàn kết, chia sẻ và sống khiêm tốn. Nhưng con không thể chấp nhận đi đạo được, bởi vì con không thể chấp nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể lại lấy thịt máu mình để nuôi người khác. Trên đời này có ai là cái người mà dám lấy thịt mình cho người khác ăn đâu, mà ai là người dám ăn thịt bây giờ? Nên con không thể theo đạo được. Anh ta nói thế. Hay không biết vào chỗ các cụ anh, ông bà và anh chị em, ông Phú giáo lý viên kia, nếu người họ ta hỏi vậy trả lời sao ấy chứ. Rồi nắm này các sơ các gì, tất nhiên các cha thì trả lời rồi, nhưng mà cộng đoàn ta trả lời sao với thắc mắc của một cái anh có trình độ bác sĩ mà Tân Tòng không chấp nhận được. Làm gì trên đời này có ai mà lại ăn thịt người khác, ai dám ăn thịt người khác bao giờ? Thế thì cha phó giám đốc ngài nói, dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi này của anh ấy, cách đây trên 2000 năm người ta đã đặt cho Chúa Giêsu rồi. Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được, mà trên đời này có ai dám ăn thịt người không? Dạ, cha nói, có người dám ăn thịt người đấy. Ngài kể câu chuyện của công tử Trùng Nhĩ, sau này làm vua nước Tấn, gọi là Tấn Văn Công. Khi công tử Trùng Nhĩ bị những người ở trong nước đánh đuổi và phải chạy ra nước ngoài lưu vong, đi đường mệt nhọc lắm, thầy trò hết của ăn rồi, lấy rau má để ăn, rồi lấy lá rừng để ăn, đào củ chuối để ăn, nhưng sau đó rau má cũng hết, củ chuối cũng hết, rau rừng cũng hết, gần chết đến nơi rồi. Ông ấy nằm, ông ấy thoi thóp, ông gần chết. Thế thì có một người tên là Giới Tử Thôi, là đệ tử của công tử Trùng Nhĩ, mới nói, xin phép chúa công tôi ra ngoài một chút. Ông ra ngoài, 3 tiếng sau ông đưa về, ông dâng lên cho công tử Trùng Nhĩ một bát cháo rất ngon, cháo thịt ngon cực luôn. Công tử Trùng Nhĩ bảo, ở nơi hoang vắng thế này sao ngươi lại lấy đâu ra thịt mà nấu cháo cho ta ăn thế này? Công tử Trùng Nhĩ nói, dạ thưa chúa công, hạ thần này không là gì cả, hạ thần đi giúp chúa công, hạ thần không có gì giúp chúa công, nhưng thấy chúa công đói, chúa công phải sống để khôi phục lại đất nước, để khôi phục lại nhà Tấn, thì hạ thần đã cắt thịt đùi của mình, và cái cháo mà chúa công ăn chính là thịt đùi của hạ thần. Ôi giời, ông Trùng Nhĩ bảo, úi giời ơi, sao nhà ngươi lại làm liều thế, mà sao ta ăn nó ngon thế? Bảo dạ không, nếu chúa công ăn ngon, ngày mai hạ thần tiếp tục cắt thịt đùi nữa để làm thức ăn cho chúa công ăn. Sau đó công tử Trùng Nhĩ thành công và trở về. Trở về thì tất cả bá quan văn võ đến để mà báo công. Ông này, ông công tử, ông Giới Tử Thôi chỉ nói với công tử Trùng Nhĩ, hạ thần chỉ mong sao sau này chúa công trở nên một vị vua yêu thương dân chúng, một vị vua công chính để yêu thương dân chúng. Công tử Trùng Nhĩ nhớ như in câu nói của Giới Tử Thôi và trọng thưởng cho tất cả các những người có công, kể cả những người không có công, họ đến họ báo cáo và lập họ ấy thưởng công. Riêng Giới Tử Thôi không đến lĩnh công, nhưng ông về quê. Một thời gian sau, Tấn Văn Công, tức là công tử Trùng Nhĩ, mới nghĩ rằng, ôi, Giới Tử Thôi nó có công lớn vậy, trong người ta có thịt và máu của Giới Tử Thôi, tại sao lại không thấy anh ta đến để lĩnh công nhỉ? Mọi người mới báo cáo, Giới Tử Thôi đã trở về quê để nuôi dưỡng mẹ già. Nuôi dưỡng mẹ già, chứ không làm quan. Công tử Trùng Nhĩ, tức là Tấn Văn Công, liền tức tốc lên xe đến nhà của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi biết thế nào công tử Trùng Nhĩ cũng đến tìm mình, nên cõng mẹ vào trong rừng. Cõng mẹ vào trong rừng, thì khi mà công tử Trùng Nhĩ, tức là Tấn Văn Công,
đến quê hương của giới tử thôi, hỏi mọi người nói, giới tử thôi mới cõng mẹ chạy vào trong rừng. Tấn Văn Công cùng với đoàn tùy tùng đến bên bìa rừng và kêu rất to, giới tử thôi mau ra đây để trẫm được yết kiến. Gọi mấy ngày, ba ngày, không thấy giới tử thôi ra. Nhưng người tùy tùng mới nói, bây giờ chỉ có cách này là làm cho giới tử thôi sẽ phải ra, bởi vì giới tử thôi rất có hiếu với mẹ. Xin đốt cái rừng này, đốt ba phía, còn để một phía nó trống này, thì chắc chắn ông ta sẽ phải cõng mẹ ông ta và chạy ra phía này. Nhưng đốt cháy hết rừng mà không thấy giới tử thôi chạy ra. Và khi lửa đã tắt, nhà vua cho người vào tìm kiếm thì thấy giới tử thôi đã ôm mẹ mình và chết cháy. Công tử Trùng Nhĩ, tức là Tấn Văn Công, muốn nhớ ơn giới tử thôi nên lập ra cái tiết gọi là tiết thanh minh. Và ngày đó mọi người phải có hiếu với bố mẹ, phải đi tảo mộ. Là do cái tích truyện của công tử Trùng Nhĩ và giới tử thôi. Và ông truyền làm cái bánh gọi là bánh trôi đấy. Bánh trôi ở đây không có, nhưng mà Hà Nội là có nhiều bánh trôi. Bánh trôi chúng ta ăn đó là phát xuất từ tích truyện của giới tử thôi và công tử Trùng Nhĩ. Thế là cha kể về xong là ông bác sĩ bảo vâng, cha nói vậy là con hiểu lắm rồi. Vậy thì Chúa Giêsu Kitô có thể lấy thịt máu mình cho chúng ta ăn. Nhưng mà lấy thịt máu mình cho chúng ta ăn để làm gì? Thưa, để chúng ta nên giống Chúa. Chúa nói hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Nhớ không phải như nhớ người khác. Nhớ nghĩa là hãy sống như vậy, hãy trở nên như thế và hãy làm như Chúa đã làm. Đó là chúng ta phải chia sẻ với nhau, chúng ta phải có sự thông cảm với nhau, chúng ta phải nuôi nhau và chúng ta phải khích lệ nhau, động viên nhau, nuôi sống nhau bằng cuộc sống hàng ngày. Không chỉ cha mẹ nuôi dưỡng con cái, không chỉ vợ chồng động viên nhau, nuôi sống nhau, nhưng chúng ta còn nuôi sống nhau bằng những yếu tố tinh thần khác nữa. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đều được nghe câu đó. Hãy làm việc này, hãy về nhà làm việc đấy để nhớ đến Chúa. Hãy yêu thương vợ mình, hãy săn sóc gia đình mình. Thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, hãy săn sóc yêu thương gia đình mình. Để chúng ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nuôi dưỡng nhau. Các bà cũng vậy, hãy yêu thương chăm sóc gia đình mình. Hãy làm mọi việc trong tình yêu thương. Nói thật với các bà, các bà thổi cơm ấy mà mồ hôi nhễ nhại ấy, mà vất vả ấy, mà cằn nhằn nữa thì hỏng. Úi giời ơi, tôi đâu có phải là ô xin cho nhà này, tôi làm suốt ngày quần quật mà ông không hề biết đến tôi, tôi không làm nữa, hoặc là thì cuộc sống mình nó nặng nề lắm. Nhưng nếu chúng ta làm trong tình yêu thương như Chúa đã làm, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng lắm, sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao và tình yêu vẫn đẹp sao. Còn các ông, nếu như về nhà thấy bà ấy đang làm bếp, thấy bà ấy đang rửa bát, hãy cố gắng cộng tác giúp đỡ. Ngày xưa thì nói, đàn ông rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây. Nhưng ngày nay người ta nói, ai sợ vợ ấy là phúc thật, vì chưng nhà cửa sẽ được yên ổn vậy. Sợ vợ ấy lắm. Sợ vợ không phải là sợ đâu. Ông tiến sĩ Lê Thẩm Dương, ông khôn lắm. Ông bảo phải nhớ đến gia đình mình. Trong ngày 24 tiếng đồng hồ có 8 tiếng làm việc, 8 tiếng nghỉ ngơi và 8 tiếng dành cho giải trí, thì cố gắng dành lấy 5 tiếng cho gia đình mình. Ông khôn, ông ấy hộ mấy ngày thứ 6, bọn bạn nó gọi, alo anh Thẩm Dương ơi, đi uống bia. Ôi, mấy ông truyền tin này hay uống bia lắm ấy nhờ, nhất là làm Hà Nội. Alo, uống bia. Thẩm Dương bảo không, hôm nay tao hứa với vợ là tao ở nhà, nên chúng mày đi mà uống, tao không uống đâu. Bà vợ bảo, này anh ơi, bạn bè nó rủ, anh đi đi tí chứ, ai lại thế. Thôi được rồi, hôm nay em cho phép anh vắng nhà để anh đi nhậu với bạn bè. Thế là Thẩm Dương ung dung đi uống ơi. Nó hay thế đấy.
nó hay thế đấy. Chinh phục, yêu thương, nâng đỡ nhau, quan tâm đến nhau để tạo niềm vui cho nhau. Xin kể một câu chuyện này nữa. Vào một đêm mưa gió ở Texas, nước Mỹ, chàng trai tên là Chris bị ô tô, đi ô tô và mắc kẹt ở khu bão tuyết. Anh ta vô cùng lo lắng, nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông đi qua thấy được tình cảnh này, liền không nói năng gì mà dùng ngựa của mình kéo cái xe ô tô của Chris về thị trấn nhỏ. Sau đó, Chris cảm kích và lấy ra rất nhiều tiền để đưa cho người đàn ông này để tỏ lòng biết ơn. Xong, ông ta nói, tôi giúp cậu không cần báo đáp, tôi chỉ mong cậu hứa với tôi một điều thôi. Đâu biết ông bắt hứa cái gì. Ông nói chỉ hứa tôi một điều, đó là khi gặp người khác khó khăn thì cậu hãy hết lòng giúp đỡ người đó, đó là cách tốt nhất để báo ơn cho tôi. Thế là từ đó về sau, Chris nhớ cái lời đó của cái người ân nhân của mình, nên đi đến đâu gặp ai đó khó khăn là Chris giúp đỡ, và nhớ trong đầu câu nói của cái vị ân nhân, hãy làm những chuyện đó để nhớ đến tôi và nhớ và trả ơn cho tôi. Nhiều năm sau, Chris đột nhiên bị mắc kẹt trong trận lũ quét trên một hòn đảo. Một nam thanh niên đã liều mình cứu sống anh. Lúc Chris cảm ơn anh thanh niên kia, không ngờ cậu ta cũng nói một câu giống y như câu mà Chris đã vô số lần nói với người khác. Tôi giúp ông không cần báo đáp, nhưng xin ông hứa với tôi một điều, khi gặp người khác khó khăn, ông hãy giúp đỡ họ như tôi đã giúp đỡ ông. Thưa quý cộng đoàn thân mến, làm việc tốt không cần báo đáp, chỉ cần bạn hứa rằng khi gặp người khác khó khăn, hãy hết lòng giúp đỡ họ. Chúa Giêsu Kitô cũng nói với chúng ta, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, không phải tung hô Chúa nhiều, không phải là làm thật hoành tráng, nhưng Chúa muốn chúng ta hãy làm cho người khác những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Khi quý cụ ông bà và anh chị em cho con của mình 5 triệu, 10 triệu, những đứa đi học đại học, những đi học chỗ này chỗ khác, hay là anh em đi xa về biếu bố mẹ mình 5, 10 triệu hay là 20 triệu, thì chỉ cần nói với bố mẹ, xin bố mẹ hãy giúp những người khác như con đã biếu bố mẹ. Hay là bố mẹ nói với con cái, con hãy làm cái việc tốt với người khác như bố mẹ đã tốt với con. Đó là chúng ta đang làm như Chúa Giêsu đã làm. Hãy làm những việc tốt cho nhau để nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa đã làm việc tốt cho mình, thì cũng hãy làm việc tốt cho nhau. Và như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp hơn, sẽ tốt hơn. Và giáo xứ truyền tin chúng ta đích thực là giáo xứ truyền tin, bởi vì chúng ta truyền đi những tin mừng, tin vui, tin bình an cho anh chị em chúng ta. Mong được như vậy. Amen.